đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập thân, lập nghiệp. Huyện đoàn đã có những hỗ trợ kịp thời đối với các đoàn viên trong quảng bá, giới thiệu và bán sản phẩm. Vừa qua, huyện đoàn Định Hóa cùng với đoàn thanh niên xã Phúc Chu đã đến thăm và hỗ trợ biển giới thiệu điểm bán hàng nông sản sạch cho mô hình trồng dưa hấu và dưa lê của đoàn viên Lý Trung Hiền tại xã Phúc Chu. Qua đó sẽ giới thiệu quảng bá mô hình dưa sạch để nhiều người tiêu dùng trên địa bàn xã và các địa phương trong huyện biết đến địa chỉ mua quả sạch đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ngoài ra, huyện đoàn cũng tiến hành kết nối với các đơn vị tiêu thụ giới thiệu sản phẩm cho đoàn viên Lý Trung Hiền, qua đó tạo mối liên kết tiêu thụ lâu dài. Được biết, đoàn viên Lý Trung Hiền sinh năm 1993, sau một thời gian học hỏi kinh nghiệm về trồng dưa hấu và dưa lê, anh đã mạnh dạn đầu tư và trồng một mẫu dưa hấu và dưa lê trên đất ruộng. Thời gian khoảng 2 tháng từ khi xuống giống đã có thể cho thu hoạch. Giá bán dưa hấu tại vườn là 18.000 đồng trên 1 kg, dưa lê 30.000 đồng đến 35.000 đồng trên 1 kg. Theo ước tính, vụ thu hoạch này, anh Hiền sẽ thu được khoảng 7 tấn dưa hấu và dưa lê.